Đừng để Trang hát, đừng để Trang hát, đừng bao giờ, làm ơn đừng bao giờ để Trang hát, cũng giống như là đừng bao giờ để cho vợ anh coi đá banh hết. Vợ anh chỉ biết đúng là đội tuyển Anh thôi. World Cup năm nay mà hỏi ủa anh sao tuyển Anh đá rồi mà không thấy tuyển Ý đá ta, trai đẹp của em đâu, tuyển Ý có vô đâu mà đá em. Thôi kệ 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 đi, kệ đi, mình coi Hà Lan cũng được. Hà Lan bị loại luôn, bà hỏi tới người nào là bị đó bị loại, nhưng mà vừa quan tâm tới tuyển Anh là tuyển Anh về nước. Là mới quan tâm tới tiếng Anh là về nước luôn. Mới quan tâm tới tiếng Anh là tiếng Anh về nước. Không, rồi những cái lúc mà ví dụ mà ngồi rồi trên sân có này kia là chị có hỏi không? Có chứ. Trời, chị lên Facebook chị cổ vũ đội tuyển Anh xong đội tuyển Anh về nước đó, là trên Facebook là bây giờ người ta phong chị là thánh rồi. Nói là bây giờ mà Trang mà phán đội nào mình cứ bắt ngược lại như vậy là thắng thôi.